Xin chào tất cả quý cô chú anh chị và các bạn. Chúc quý cô chú anh chị và các bạn năm mới được dồi dào sức khỏe, làm ăn thì gặp nhiều may mắn hơn năm cũ, gia đình thì được hạnh phúc, sum vầy bên nhau. Hôm nay là tối mùng 1 Tết, mình cũng đang vui chơi nhưng mà mình vô thăm rẫy thì sầu riêng nó sổ nhụy nhiều quá các bạn ơi. Cho nên là mình nén lại, mình chịu khó mình đi mình thụ phấn, rồi mình về mình chơi sau nha các bạn. Đó. Do là nó sổ nhụy nhiều quá các bạn. Bây giờ nếu mà mình về mình vui chơi thì ngày mai mình không còn hoa để thụ phấn nữa. Thì bây giờ mình cố gắng mình thụ phấn thì về mình vui chơi sau nha các bạn. Đây là tối mùng 1 Tết luôn nè. Đó, mình thụ phấn thì cũng xong rồi, chỉ còn vài cây thôi. Còn vài cây thôi thì mình quay cho các bạn xem. Nay nó sổ nhụy rộ lắm các bạn. Sổ nhụy đúng ngay mùng 1 Tết, tối mùng 1 Tết. Đó. Thì giờ mình thụ phấn. Nói chung là mình thụ phấn cũng đã muốn xong hết rồi, còn vài cây này thì mình thụ phấn là cũng xong rồi đó. Còn chỗ này nó mình chưa thụ phấn thôi nè. Đó. Nào mình thụ phấn mà tới mức mà cái cây này của mình bây giờ nó sụi lơ rồi nè. Mai là mình lại giặt đi rồi mình thay cây mới nha các bạn. Không biết là có vườn của cô chú anh chị và các bạn nào là sổ nhụy vào đúng mùng 1 Tết không nhỉ? Nếu mà có thì để lại một bình luận để cho mình biết nha. Bây giờ mình thụ phấn xong rồi mình về mình vui chơi sau. Này nó sổ nhụy nhiều lắm các bạn. Thì thường á mình mà thụ phấn á thì mình chỉ thụ phấn ở dưới cái tầm mà cái cây 3 mét, cây sào này của mình là 3 mét này, thì mình cứ cột cho cây 3 mét, mình thụ phấn tới đâu thì mình thụ phấn nha các bạn. Tại vì thường ấy, cái cây sầu riêng thường thì nó đậu ở trên cao dễ lắm các bạn, còn cái phần nửa cây trở lại xuống dưới ấy, thường thì nó sẽ khó đậu hơn, bởi vì nó không thụ phấn được nhờ gió. Ở trên cao thì gió nó nhiều cho nên là nó dễ thụ phấn, còn ở dưới thấp thì nó ít gió cho nên là khó thụ phấn. Thì mình cứ cột vô cây sào 3 mét để mình thụ phấn được tới đâu thì hay tới đó nha các bạn. Còn bên trên ấy, thì năm nào cũng vậy, nó rất là dễ đậu và quả rất là tròn, nó dễ lắm các bạn, nên là mình chỉ thụ phấn vậy thôi. Đây nè, này nó sổ nhụy rộ chưa các bạn, một chùm bông quá đẹp luôn các bạn ơi. Đó. Này nó sổ nhụy khiếp lắm các bạn. Đây là mình quay cho các bạn xem nào. Nó sổ nhụy nhiều lắm. À. Mình thì cứ chùm bông vậy, mình để có ít bông thôi mà đến khi nó xả nhụy các bạn là nó ra được nhiều lắm. Nó ra được quá trời luôn nè. Có bạn nào mùng 1 Tết mà đi thụ phấn như mình không các bạn? Đây là cái năm đầu tiên nó dính vô đúng mùng 1 Tết, vườn nhà mình nó lại sổ nhụy rộ, nhiều ơi là nhiều nha các bạn. Cho nên là thôi mình chịu khó vậy, tại vì mình đã cố gắng qua một quá trình dài rồi, mà bây giờ mình không cố gắng thêm một chút nữa thì không được các bạn. Nên là mình cố gắng mình nén lại mình thụ phấn. Mình không có gì để tặng cho quý cô chú anh chị và các bạn thì thôi mình xin tặng những cái chùm bông này thì coi như cái tấm lòng của mình gửi cho tất cả quý cô chú anh chị và các bạn nhá. Đó, tất cả quý cô chú anh chị và các bạn nhận nè. Đó, một đóa bông sầu riêng siêu to khổng lồ. Đó, tượng trưng cho tấm lòng của mình. À, nếu mà quý cô chú anh chị nào, quý cô chú anh chị và các bạn nào mà có yêu mến mình thì cũng cho mình xin đăng ký lượt đăng ký rồi like video rồi để lại bình luận xem là có cô chú anh chị và các bạn nào đi thụ phấn vào mùng 1 Tết giống mình không nha. Quá trời quá đất luôn các bạn.
Đó thì mình thụ phấn thì thường mình thụ phấn tầng dưới thôi. Mình cũng không cần phải thụ phấn tầng trên làm gì, tại vì thường thụ phấn thường thường thì phấn ở tầng trên nó dễ đậu lắm các bạn. Nó rều tăm tắp như vậy nè. Nó rộ quá. Này mình thụ phấn cái chừng 7 ngày là hết các bạn ơi. À, quá trời luôn nè. Thôi mình cũng có nhiều kèo cho nên là thôi mình xin phép quý cô chú anh chị và các bạn mình đi về để mình vui chơi ngày Tết. Mình thụ phấn xong rồi, bây giờ mình về mình vui chơi ngày Tết. Thôi lần nữa mình chúc quý cô chú anh chị và các bạn một năm mới an khang thịnh vượng nha. Xin chào tất cả mọi người.